Cái tờ này cũng đưa nữa. Thôi tôi dẹp luôn cho. Trong sách nó có anh ơi, nó mặc định. Tờ không có người yêu ngủ nhà chi. Thôi bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Chúng ta cùng giới thiệu về lý lịch trích ngang của mình để hai bên cùng nghe luôn nha. Mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Nam Thư, chào toàn thể quý vị khán giả. Dạ. Em là Ngô Quang Khải, em 29 tuổi. Em ở Gò Vấp. Quê em thì ở Hải Dương. Hải Dương, dạ. Bánh đậu xanh đúng không? Dạ đúng rồi. Còn công việc của em thì em kinh doanh bên cà phê với bất động sản. Ngô Quang... Ngô Quang Khải. Khải đúng không? Dạ Khải. Khải Hoàng đó ha. Dạ đúng rồi. Rồi Ngô Quang Khải. Dạ. Kinh doanh bất động sản với cà phê. Mời bên đàn gái. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thu Hiền, 27 tuổi, em đến từ Đà Nẵng. Hiện tại em đang làm tư vấn du học và bất động sản. Em hiện sinh sống và làm việc ở đâu? Em mới vào Sài Gòn được 3 tháng. À, vẫn ở Sài Gòn, mà em ở quận mấy? Dạ quận 2. À, quận 2. Tôi thấy hai người này hợp, hai người làm chung bất động sản, biết đâu gom thành mối á. Này cũng hợp lắm rồi nha. Rồi. Rồi, cho chúng tôi bên đàn trai biết về ưu điểm, khuyết điểm chút xíu đi. Dạ, ưu điểm của em thì em vui vẻ, hòa đồng, rất thích thể thao và thích kinh doanh. Vậy còn khuyết điểm của bản thân mình? Khuyết điểm của em thì thật sự nói là em không có năng khiếu về nghệ thuật như là hát hò hay là múa nhảy gì hết. Cần gì em hát hò chi mệt, năng khiếu kiếm tiền là được rồi. Đúng rồi. Thấy không? Kinh doanh là năng khiếu kiếm tiền rồi. Dạ. Rồi còn khuyết điểm gì nữa không? Em nghĩ cái đó là khuyết điểm mà em nghĩ lớn nhất của em thôi. Còn lại em thấy... Ngược lại anh với chị Nam Thư có khiếu gì nghệ thuật nhưng không có khiếu gì kinh doanh. Mở quán nào lỗ quán đó. Thôi đàn trai giới thiệu tiếp đi. Ưu điểm thì em cũng tương tự như bên bạn nữ. Tương tự luôn. Dạ cũng... Kinh doanh giỏi ha. Không, cũng không giỏi lắm nhưng mà ý là em thích. Còn cái khuyết điểm của em thì em nói cũng hơi nhiều, mày chém gió các kiểu. Chém gió hả? Chém gió chém bão rồi đó hả? Dạ dạ thì tính em vui vẻ. Vui thì thường hay rồi. Nói nhiều thì hay chém gió thì nó mới vui. Thì bán bất động sản phải nói nhiều chứ. Dạ. Không có nói sao người ta mua. Dạ. Em thì trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì 3 năm đại học. Ra trường thì nói chung hai bạn có hai đứa khác nhau, thành ra cũng chia tay. Sau một thời gian thì em cũng có quen một bạn trai người Mỹ. Lúc đó thì bạn nó cũng có cầu hôn và em cũng định đi, lúc đó cũng định đi Mỹ rồi. Nhưng mà sau đó thì em có cái duyên với cái ngành về tư vấn du học thì em làm ở nước Mỹ, em có tìm hiểu thì sau đó cũng thấy lúc đó mình chưa thực sự phù hợp để mà kết hôn. Thì đến bây giờ thì khoảng 4-5 năm rồi thì em chưa có quen ai nữa. Em đã từng được cầu hôn. Dạ. Yeah. Nếu mà em đồng ý thì bây giờ em đã ở nước khác. Đồng ý giờ chắc cũng 2-3 đứa rồi đó. Nhưng mà lý do tại sao 3-4 năm nay mình chưa tìm được người yêu em? Dạ thật ra là cũng có những người, người ta cũng có những bạn tán tỉnh mình, nhưng mà em cũng thấy đa số thì chưa phù hợp, hoặc là những người cũng có gia đình rồi. Người ta có gia đình mà người ta tán tỉnh nó kỳ quá. Không lấy là đúng rồi đó em. Đàn trai ơi. Dạ em. Đàn trai cho em hỏi là vậy thì hôm nay tới với chương trình thì anh mong muốn tìm được một người yêu như thế nào? Em thì cũng đơn giản thôi, em chỉ mong một người đàng hoàng, chân thành, hiền lành xíu. Người đàng hoàng, chân thành, có cùng hiền lành. Thích kinh doanh là em thấy cũng ổn rồi. Cái ngoại hình á. À, ngoại em hình có mẫu hình lý tưởng nào không? Mẫu hình thì tới cái duyên em cũng không có yêu cầu cái. Không, thí dụ mình tưởng tượng cái mẫu hình lý tưởng của mình. Em từ bé này em chưa có mẫu hình nào, em thì gặp ai em thấy được là thấy được thôi. Thấy gặp có. là được, không được. Được là không được. Đúng. À, dạ. cũng được. Dạ. Vậy còn em? Mẫu hình lý tưởng của em là bạn trai phải cao trên 1m7, có đam mê về kinh doanh thì em thấy bạn đó cũng thích kinh doanh đó. Ừ. Dạ. Mình có cao trên 1m7 không ha, ông Mai ơi? Chút đò tính. Chứ tôi thấy cũng được cỡ hơn á. Rồi gì nữa cưng? Tính hướng ngoại một chút. Hướng ngoại? Dạ. Không có quá bảo thủ, hay là vì tính em thì nó cũng thoải mái. Em thì nói chung là ngồi cái việc làm, giờ làm đó thì em cũng hay thích đi du lịch, khám phá này nọ. Thì em cũng muốn bạn đó cũng có cái cùng thích mình là đi du lịch. Ồ, chào bạn gái, dễ thương quá. Đàn gái xinh xắn. Ngoại hình em có mong muốn thế nào không? Dạ nói chung ngoại hình ưa nhìn là được. Nhà em thì ai cũng cao hết. Thì em cũng mong muốn bạn nó cũng phải cao trên 1m7 một chút. 1m7. Dạ. Tóc tai để tóc dài, tóc ngắn hay là? Dạ không, tóc tai tém gọn gàng. Tay gọn dữ à. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em vẫn thích cho nhậu nhẹt được nhưng mà không quá nhiều. Em không thích người ông hút thuốc. Không thích người hút thuốc? Dạ. Có hút không? Dạ không anh. Nếu được đồng ý thì hai em nhắm khoảng chừng nào bên đàn trai có thể bước tới được? Dạ nếu được thì mình có cơ hội mình hẹn hò thì hôn nhân có thể là năm tới chẳng hạn. Năm tới ha. Dạ. 2020 cho nó gọn đi, nó tròn do luôn. Dạ. Được á, đàn gái dễ thương lắm nha, xinh á. Đàn trai chịu bên đó rồi đó. Dạ đó. Chào chị ạ. Chào anh. Tóc tai hơi tém gọn chứ mới cắt á. Cái giọng nói thì có vẻ chững chạc nhưng mà gặp mặt thì còn chảy măng rồi ha. Mối tình cuối cùng của em kết thúc bao lâu rồi? 3 năm hay. À vậy 3 năm là không yêu ai hết? Dạ không. Rồi có ai yêu mình không? Dạ không. Không luôn.
là thật sự ế? Cũng không thật sự ế, tại em nói thật mấy năm trước em không thích tán gái. Ai biết em 3 năm rồi có nhu cầu với gái gú. Vì gái gú nói sao kỳ quá. Đừng có nói gái gú đây. Dạ. Không có nhu cầu tìm kiếm tình yêu, bây giờ mình lại bắt đầu muốn yêu. Dạ. Điều em không thích nhất ở phụ nữ là gì? Em không thích nóng tính, ỷ lại nhiều. Nóng tính, ỷ lại. Chắc cũng vậy thôi, chứ từ từ tìm hiểu tiếp. Nếu mà lấy về thì có phải làm dâu không? Ngày xưa bố em kêu nếu mà lấy vợ thì là ở cách 500 km, tức là đừng có ở gần, nhức đầu quá, bố em không thích. Tức là hồi em còn con nít bố em đã nói vậy rồi. Nên là hồi cái đó mà... bố em khác em ơi, giờ bố em nghĩ khác lại rồi. Giờ cũng y chang ấy rồi. Y chang luôn hả? Dạ, không thích nhất ở gần con gái, nhức đầu lắm. Mà em có mình em con trai mấy đứa em gái rồi đó. Sẽ ở gần 500 m. 500 km đấy. Tức là ở cách xa, khi nào tụi mày lấy vợ là ở cách tao 500 km. Chắc là ổng cũng chán em lắm rồi, là... nói hoài ổng bực mình đúng không? Ý bố em nói là tao là không có làm phiền gì đến mấy đứa nữa. Tức là ở cho nó thoải mái. Bố em hay nói kiểu mà... Nhưng mà còn mẹ em thì sao? Mẹ em thì cũng bảo là ở riêng cho thoải mái. Thế tức là khi nào mình già, mình hết sức khỏe thì lúc đó mình mới phải là mình phải chăm sóc cha mẹ mình. Nhưng mà lúc bố mẹ còn khỏe thì mình nên ở riêng cho thoải mái. Ở chung chắc em xin tiền cũng hoài, nó không chán gì đúng không? Không, em đâu có bây giờ. Chưa gì từ nhỏ bố em đã có tư tưởng cách ly sẵn hả? Sợ ở gần chị, con cháu đang... nó sinh hoài cũng mệt, làm phiền quá. Chị đang chọc ghẹo em thôi. Chứ dạ, thực sự nếu mà tư tưởng vậy thì quá tốt. Tức là để cho con mình đầu tiên là không làm phiền ai. Thứ hai nữa cái quan trọng nhất là tự lập. Dạ đúng rồi. Rồi nãy giờ là chị hỏi là nghe hết rồi đúng không? Chắc là mình phải gặp gia đình hai bên. Nhưng mà thấy đàn trai được không? Được. À, mấy năm qua nó ế cũng tại như này á. Anh này kỳ em hết ghê. Ở đâu mà cũng ấn tượng nào hết cho em vậy? Không, cái này mới bị mới làm hả? Thì chắc nó úp cái gì lên nó hết chứ xong còn do không em. À, mới cứ thắc mắc cái chuyện tóc tai nó mới đụng, bây giờ em đang uống bọc lại. À, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xem sao cái ha. Hôm nay em tới đây tham gia, em đi với ai? Dạ em đi với lại bác của em và em gái của em. Dạ chào gia đình đàn gái mình. Cô thấy bên đàn trai sao? Dạ kính chào MC Quyền Linh. Dạ, và MC Nam Thư. Xin chào cùng tất cả các quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Tôi là bác của bé Hiền. Bác thấy là sau khi mở cánh cửa này thì hai cháu sẽ bấp nhúc để cho nhau một cơ hội. Chúc chương trình luôn được thành công và tốt đẹp. Bác đánh giá rồi rể tương lai mình nó làm sao, được không, hợp lý không? Theo như là bác nhìn thì bác thấy chàng trai bên đây cũng ok. Ok ha. Dạ. Mời em gái Hiền. Dạ à, em xin chào em Liên, Quyền Linh và chị Nam Thư ạ, cùng tất cả quý khán giả đang có mặt trong trường quay ạ. Em ruột á hả? Dạ em là em gái của chị Hiền. Thấy chưa, em ruột dễ thương đó. Xinh chưa? Nhìn từ em ruột và canh chưa? Canh ra bà chị nha. Dạ em lập gia đình rồi ạ. Trời ơi, vậy là cầm đèn chạy trước ô tô nè không? Ủa lập gia đình rồi hả? Dạ em vừa kết hôn cách đây 2 tháng ạ. Vậy là chị phải nhanh lên nha. Anh để tương lai vậy hợp lý chưa? Sau khi mà em thấy hai anh chị vừa trò chuyện với nhau ấy thì em thấy anh bên này á rất là dễ thương, tính tình cũng hài hước, anh cũng có tính hướng ngoại và độc lập về tài chính nữa, thì em thấy là anh rất là phù hợp. Nếu được thì chị hãy cho một cơ hội để có thể là cùng nhau tìm hiểu nhau ạ. Cảm ơn bác là anh gái. Mình gặp đàn trai đi. Dạ em có đi với bạn học từ hồi còn nít mà em. Dạ em xin chào MC Quyền Linh và chị Nam Thư và quý vị khán giả. Em là Bình, bạn của Khải. Tính của Khải thì rất là hiền, vui tính. Bạn nữ bên này rất có nhiều điểm chung với bạn Khải. Hai bạn nên cho nhau cơ hội để mình tiến xa hơn. Em thấy Khải có nhiều con gái theo không? Khải thì từ nhỏ lớn Khải bị nhát đó anh. Nên, nhát gì? Nhát gái anh. Nhát gái thiệt không? Nhát gái thiệt anh. À dạ. Trai nó có nhát không? Con trai thì Khải rất là vui vẻ. Đi chơi với nhau là Khải giống như là cây tấu hài của nhóm anh. À vậy chơi với con trai nó có nắm tay con trai không? Phải chỉ nhát với mấy bạn nữ thôi. Còn mấy bạn trai thì không nhát. Em và Khải là quen nhau từ nhỏ đúng không? Dạ đúng rồi. Thì em với Khải là học chung với nhau, học nội trú với nhau á, ăn chung rồi ngủ chung rồi tắm chung. Bây giờ thôi hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Bắt đầu đi Khải. Dạ. Rồi. Chào. Rồi cảm ơn. Người ta nói chuyện, ta gặp, ta nhìn thẳng vô mắt, nhìn tìm cái gì dưới đất vậy? Em không, em nhìn cuốn sách. Tôi phải nhìn cái người tặng sách chứ, nhìn sách không? Một cái ghế này nè. Quay qua đây, trời ơi, nó cái gái nó rối chừng. Bắt đầu đi đó. Hai bạn tặng nhau hai quyển sách, mình có thể đọc tên quyển sách đó lên được không? Mình tặng bạn cuốn sách là anh có thích nước Mỹ không? Anh rất là thích nước Mỹ luôn.
Ý giời. Người ta hỏi anh có thích nước Mỹ không đó, anh cũng thích nhưng mà thích em hơn. Dở quá. Đọc một câu trong đó coi Khải. Chắc là em thì chưa đọc, em đọc câu gì anh? Thì kiếm câu nào hay hay đọc. Anh mong muốn người sẽ sống cùng với anh suốt đời là em. Nếu đây không phải là tình yêu thì anh không biết tình yêu là gì. Anh không dám nói những lời như có thể sống chết vì em. Nhưng chỉ cần em ở bên, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn. Quyển sách của đàn trai tặng đàn gái là gì nè? Bao giờ hết ế. Bao giờ hết ế. Chắc xong bữa nay đó. Chị mượn đi. Bao giờ hết ế. Nhà có cháu gái chưa lấy chồng, đến chúc Tết làm ơn không hỏi. Xin chân thành cảm ơn. Chà. Không có mấy cái thiệp ở trong đọc nó hay. À có cái thiệp hả? Dạ dạ. Rồi. À đây, có cái thiệp, em đọc đi. Em còn trẻ chán, biết chưa? Vương miện đội ở trên đầu. Những chuyện lấy chồng hết ế, tạm thời để đó đến sau. Không có người yêu thật bình yên, chẳng cần mua sắm đỡ tốn tiền. Ra đường chẳng lo phải ăn diện, nằm nhà ăn ngủ sướng như tiên. Trời ơi, cất cái tờ đi. Cái tờ này cũng đưa nữa. Thôi tôi dẹp luôn cho. Trong sách nó có anh rồi, nó mặc đi. Tờ không có người yêu ngủ nhà chi. Cái tờ đó tao lựa tao cất đi chứ ai đưa tờ đó. Bây giờ biết cái tờ đó trong sách thì cất cái tờ đó đi. Lên đây tìm người yêu mà nó thôi không có người yêu thật là khỏe là sao? Ai viết cái tờ này cũng kỳ thiệt. Các bạn có 3 phút thoải mái chia sẻ với nhau. Xin mời các bạn. Anh có thích đi du lịch không? Anh đi du lịch liên tục nên anh thích. Công việc của em thì em cũng hay đi công tác nhiều nơi, nhưng mà ngồi đó thì em cũng hay tranh thủ có thời gian để du lịch khoảng vài ngày. Thì em cũng hy vọng là sau này mình có cơ hội thì mình có thể đi du lịch cùng nhau, tại vì hầu hết thời gian của em thì em toàn đi du lịch một mình thôi. Anh cũng hay đi du lịch một mình mà. Thì giờ sắp sửa mình đi chung đi. Thế còn em thì có cảm nhận gì anh không? Nói chung thì em cũng thấy anh cũng hiền lành. Em thấy là mình cũng có một vài cái sở thích đó cùng nhau, thì em nghĩ là cũng khá là hợp nhau. Còn ngoại hình thì em thấy vẫn ok ok. Anh thấy em như thế nào? Em hình như ngoại hình em hơi cao lớn. Ai cũng nói em là to cao hơn. Không mà như vậy thì tốt em. Tốt. Em thì em thể thao, em hay tập yoga hàng ngày nữa. So với những bạn nữ thì em thấy em cảm thấy mình cũng to hơn những cái bạn cùng lứa với mình. Ở đây khi em đến chương trình này thì em cũng nói là em muốn bạn nào cao cho 1m7 một chút, để khi đứng với em thì cảm thấy nó không có bị tủi thân vì ngoại hình một chút. Ngoài giờ làm của em ra thì buổi tối thì em cũng tinh thần cũng hơi bận. Cảnh thì em hay tập yoga là chủ yếu thôi, vì trước đây cũng chưa có hẹn hò cùng ai hết. Nếu mà mình có cơ hội hẹn hò thì em nghĩ là mình có thể đi một tuần khoảng 3 buổi gì đó thì ok. Anh thì cũng giống em thôi, tối anh cũng đi chơi đá banh mới tập gym, chứ anh cũng không có đi đâu hết, đa phần lãng lãng. Nhưng lấy nhau thì kinh tế ai giữ tiền? Tiền là làm ăn để chứ ai để tiền đâu mà giữ. Anh thì tiền tiêu thì vợ giữ không sao, nhưng mà tiền làm ăn, tiền lớn thì mình đâu có giữ trong ngân két sắt hay là ngân hàng được. Cái đó đầu tư đúng không? Vấn đề là ai giữ trong ngân hàng đó? Không, ngân hàng em cũng không gửi nữa, mình chuyển sang đầu tư chứ. Chuyển mẹ chuyển bất động sản đầu tư thôi. Chuyển vô đầu tư hết là nó không chuyển cho vợ chứ. Không, cái tiền xài thì vợ giữ, cái tiền lớn thì cái đó là mình tất cả là đứng tên chung, pháp lý nó đều là chung hết mà. Em thích con trai đầu lòng hay con gái đầu lòng? Em giờ em con nào cũng được. Có vậy con là vui rồi. Vậy quan điểm tình yêu của em là gì? Chung thủy, tin tưởng nhau, rõ ràng, đàng hoàng, tử tế là được rồi. Vậy còn Hiền? Em thì cũng cần một người chân thành, không có lăng nhăng, không có nhậu nhẹt hay là vì bạn bè quá nhiều. Anh không thích nhậu. Em cảm nhận thế nào về cái cô gái đối diện với em đó? Nói thật lòng mình đi. Em thấy Hiền thì cũng nhìn cũng hiền lành, đàng hoàng. Ngoại hình thì cũng tương đối là cân đối. Nói chung có tập yoga thì em cũng thích con gái tập những thể thao, thể dục như vậy. Còn về mấy cái tính cách hay là về mấy cái sở thích thì em thấy gần như là thấy giống nhiều, tương đồng. Em cảm giác có một chút gì rung động với người đối diện chưa? Cứ nhìn Hiền đi. Một cô gái rất là xinh xắn, một cô gái thông minh, một cô gái hiện đại. Anh nghĩ rằng Hiền rất là giỏi trong tất cả mọi thứ đó. Em có cảm giác như vậy không? Em có cảm giác chứ. Nhưng nãy giờ em cũng hơi đập nhanh em. Đó, có đập nhanh là được rồi, có rung động là được rồi, đúng không? Dạ. Ai cũng quan điểm đến đây để tìm một nửa yêu thương cho mình. Thể nói vui, nói này kia, nhưng mà mình cảm nhận là tất cả đều cảm nhận thật từ con tim. Em mới nói gì với Hiền trong giây phút này? Anh rất là thích người ở Đà Nẵng. Anh cũng ra đấy chơi rồi. Thì anh thấy con người đấy thì anh có cảm tình với người ở ngoài Đà Nẵng nhiều lắm. Hiền muốn nói gì chúng ta sẽ chờ nút bấm hết thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm, kiểm tra lại con tim của mình. Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra một lần nữa xem con tim mình có rung động thật sự hay không. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Không rung động, không cần bấm. 3,
2 1 Hết thời gian. Xin mời các bạn. Vậy là Hiền không bấm nút. Nhịp tim đã bị lỡ một nhịp. Hiền có thể nói về cảm nhận của mình. Em thấy bạn chưa thật sự là một người mà em đang tìm kiếm. Thì em cũng cần một người nó phải chững chạc hơn một chút. Bạn trai của tôi cũng rất là thông minh, cũng rất nhạy bén, cũng rất giỏi trong kinh doanh. Nhưng vấn đề tình yêu á, hãy cố gắng tập trung hơn nữa. Nếu chúng ta đang đi tìm một nửa yêu thương của mình, có thể là bạn chưa quyết liệt lắm. Và ngày hôm nay thì rất tiếc là chúng ta không có cùng chung nhịp đập con tim với nhau. Nhưng không sao, khán giả truyền hình, rất nhiều chàng trai sẽ bấm nút cho cô gái và rất nhiều cô gái sẽ bấm nút cho chàng trai. Chúc tất cả chúng ta sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình.